Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Nai Tết Hải Nguyễn. Ngày hôm nay Hải Nguyễn sẽ cùng các bạn trang trí một chiếc bánh kem bơ với các kỹ thuật bánh vẽ. Và trên chiếc bánh kem bơ này thì Hải Nguyễn hy vọng là sẽ mang tới cho các bạn một số những cái ý tưởng phù hợp trang trí bánh kem. Nếu như các bạn quan tâm đến các kỹ thuật bánh vẽ này và muốn tìm hiểu về nó sâu hơn thì hãy đăng ký cái khóa học online lớp bánh vẽ tổng hợp của Hải Nguyễn. Bởi vì trong cái lớp bánh vẽ tổng hợp này, Hải Nguyễn sẽ có tất cả kỹ thuật liên quan đến bánh vẽ đối với cả kem bơ và kem topping. Khi mà các bạn quan tâm đến khóa học này thì các bạn hãy liên hệ với Hải Nguyễn qua cái trang fanpage Nai Tết Hải Nguyễn để đăng ký khóa học này nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quan sát cái bộ bánh của chúng ta ngày hôm nay. Ở đây mình đã chuẩn bị một cốt bánh kem tròn 15cm với đường chiều cao của nó là 14cm. Với cái và như thế này các bạn có thể phải trang trí phần thành của bánh để tạo ra những mẫu bánh hiện đại và mới lạ. Còn nếu không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng các hình thức bánh vẽ này để vẽ trên những cái chiếc bánh mà có nền bánh rộng và cái thân bánh thấp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần đầu tiên, mình sẽ làm nền và cắt tháo hình vẽ. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái túi bóp kem màu nền. Sau đó các bạn chọn những vị trí mà các bạn muốn tán màu ra thì chúng ta sẽ ôm kem. Nếu như các bạn muốn màu đậm hơn thì các bạn sẽ tăng màu nền lên. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu vẽ nhân vật chính. Các bạn sẽ sử dụng cọ tỉa để chúng ta phát thảo nhân vật. Khi xong phần nét rồi các bạn có thể đi vào từng đoạn màu.
trong cái vẽ khác xong thì chi tiết nào các bạn muốn mịn thì các bạn sẽ dùng tấm viết. Các bạn đã xong những cái phần mảng chính thì chúng ta bắt đầu vẽ nét. Với cái bánh vẽ này thì chúng ta chỉ làm những màu mờ thôi. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng nét để chúng ta xử lý hình ảnh.
xong cái sau cái phần nhân vật chính rồi thì các bạn chuẩn bị một chút những cái đồ decor trang trí tùy mục đích trang trí của các bạn. Các bạn có thể làm hoa hoặc là hoa giấy gạo hoặc là những cái dụng cụ decor là các bạn kết hợp trang trí cùng với bánh này. Thì ở đây mình sử dụng những quả ấu sốt để decor và hạt đường màu bạc. Đây mình sẽ decor những cái phần trang trí này lên trên cái những bề mặt bánh. Cùng thì mình sử dụng hai cái bông hoa cúc áo khô. Như vậy là Hải Nguyễn vừa cùng các bạn trang trí một bộ bánh kem sinh nhật dành cho bé gái bằng kem mơ và sử dụng các kỹ thuật bánh vẽ kết hợp với những cái topper trang trí có bán sẵn trên thị trường. Với những cái kỹ thuật bánh vẽ này, như các bạn vừa quan sát, Hải Nguyễn đã vẽ cái nhân vật chính của chúng ta hoàn toàn bằng tay. Nhưng nếu như các bạn đăng ký khóa học online của Hải Nguyễn thì Hải Nguyễn sẽ chia sẻ cho các bạn thêm những 5 cách chép hình khác nhau để các bạn ứng dụng trên những cái sản phẩm bánh của mình. Và kể cả những cái bạn mà không có năng khiếu mỹ thuật, các bạn cũng có thể hoàn toàn sử dụng những cái kỹ thuật chép hình này để ứng dụng trên sản phẩm. Với clip này, Hải Nguyễn hy vọng là các bạn sẽ có thêm một bộ bánh mới trong bộ sưu tập bánh dành cho những bé gái của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu như các bạn cảm thấy clip này bổ ích thì hãy like và chia sẻ. Và nếu như các bạn chưa đăng ký kênh Ngay Cách Hải Nguyễn thì các bạn hãy đăng ký để tiếp tục cập nhật những cái video mới nhất của Hải Nguyễn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.